Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Leo Xỉn Tô. Hôm nay mình đang có mặt tại một cái khu vực rất là gần với lại chợ Chatuchak, một trong những cái khu chợ ngoài trời lớn nhất ở Bangkok. Thì hôm nay mình có mặt ở đây để bắt đầu cái hành trình đi Lào của mình trong vòng 5 ngày. Và mình sẽ quay lại toàn bộ hành trình này để review cho mọi người coi ha. Tranh thủ thì mình sẽ nói về hành trình của mình một chút cho mọi người nghe. Mình sẽ có 5 ngày để di chuyển từ Thái Lan đến Lào, từ thành phố Viêng Chăn. Sau đó thì mình sẽ đi tàu nhanh để lên tới Luông Pha Băng. Và từ Luông Pha Băng thì mình sẽ bay ngược về thành phố Bangkok. Có rất là nhiều cách để mọi người có thể di chuyển từ Bangkok sang Lào. Mình có thể đi từ các cửa khẩu, ví dụ là hôm nay mình đi từ cửa khẩu của tỉnh Nội Khai nè, hoặc là mọi người có thể đi từ tỉnh Lời nè, hoặc là mọi người cũng có thể đi từ Chiên Rai hoặc là Chiên Mai. Có rất là nhiều cách khác nhau. Do là mình thấy cái phương tiện mà đi từ Bangkok đến với lại Nội Khai là phù hợp nhất cho cái thời gian của mình. Cho nên là mình hy vọng là cái hành trình này sẽ có thể là một cái gợi ý phù hợp cho các bạn để có thể kết hợp hành trình vừa khám phá Thái Lan vừa khám phá Lào ha. Từ thủ đô Bangkok này thì di chuyển đến tỉnh Nọng Khai nằm ở miền Bắc của Thái Lan thì sẽ mất khoảng 8 tiếng đồng hồ. Sau đó thì chúng ta sẽ băng qua biên giới của Lào ở bên kia con sông Mekong và nhập cảnh vào thành phố Viêng Chăn. Ở ngoài này thì có rất là nhiều nhà xe khác nhau. Hình như là tới trực tiếp mua vé cũng được đó mọi người. Nhưng mà cái chuyến mình đi này từ Bangkok đi Nọng Khai thì cái xe bus đêm nó chỉ có vài chục chỗ thôi, cho nên là phải rất là tranh thủ để đặt vé trước. Giá vé mình đặt hôm nay là 950 baht. Và đây là cái nhà xe mà mình phải lấy vé nè. Đây là cái thông tin mà mình đặt vé online ở trên 12Go mà lúc nãy mình có nói với mọi người nè. Nó có một vài cái thông tin cá nhân cho nên mình sẽ che lại ha, không có để full cho mọi người coi. Khi mọi người đặt thì nó sẽ về email của mọi người và có cái QR code để mọi người ra để có thể đổi vé. Mình đã lấy được vé rồi nè mọi người ơi. Đây, Bangkok Viêng Chăn ngày 4 tháng 5 lúc 20 giờ. Và cổng của mình sẽ là cổng số 108. Số ghế là C4 và giá là 900. Nếu như mình mua trực tiếp luôn thì là 900. Nhưng mà khi mà đặt online qua 12Go như mình nói lúc nãy thì giá nó sẽ thêm khoảng 60 baht nữa. Xe khá là rộng luôn. Mình hơi ngại để đứng lên quay cho nên là mình chỉ chỉa lên cho mọi người coi vậy thôi nha. Ở trên này có các bánh nè mọi người. Bánh ngọt nè. Rồi có một hộp nước trái cây. Và họ có cả nước lọc luôn rồi mọi người. Có thể là mình không cần mua cũng được nha. The next morning. Mình vừa làm xong thủ tục check in khỏi Thái Lan. Và đây là cái biên giới nè mọi người. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị tiếp tục chạy thẳng lên để tới biên giới Lào và check in vào trong Lào. Lát qua bên đó có làm thủ tục gì mà đặc biệt thì mình sẽ nói cho mọi người nghe ha. Bây giờ thì mình đang chạy trên cây cầu hữu nghị Việt Thái. Ủa không, Thái Lào. Bên kia là biên giới của Thái Lan. Đây là dòng sông Mekong và bên đây là biên giới của Lào. Những lá cờ của Lào đã xuất hiện. Yeah. Mình sẽ còn một chặng check-in vào Lào ở khu vực biên giới nữa. Bên đây thì người sẽ thấy có một cái tuyến đường tàu. Thì thật ra là từ Thái qua bên này sẽ có tàu có thể chạy ngang qua đây được luôn. Nếu như bạn nào mà không có đi các cái nhà xe mà chạy thẳng qua đây á, thì các bạn có thể bắt tàu là cái thứ nhất nè. Hoặc là mọi người mua những cái vé xe bus mini thì nó cũng sẽ chạy ngang qua cái khu vực này để cho mọi người có thể check-in vào Lào ha. Trước khi nhập cảnh vào Lào thì mọi người sẽ phải điền tờ khai thông tin khi mà nhập cảnh ha. Đây là cái mẫu tờ khai. Bên đây thì mình đã điền rồi, một lát mình sẽ che mờ lại. Bên đây sẽ là cái khu mà mọi người điền khi tới nè. Còn bên đây sẽ là cái khu mà mọi người điền khi mà rời khỏi Lào. Và khi mọi người nhập cảnh vào thì officer sẽ yêu cầu mọi người đóng 20 baht ha. A few moments later. Bây giờ thì mình đã đến được với lại bến xe, gọi là bến xe Ta Lạt Sao mọi người ạ. Đây là bến xe từ Bangkok mọi người đi qua đây thì sẽ đậu ngay đây của thủ đô Viêng Chăn Lào ha. Bây giờ đang là 8:15 sáng và mình sẽ tìm đường về khách sạn. Cuối cùng cũng đã đến được Lào rồi mọi người ạ. Ôi cái hàng hoa chamba ở đây đẹp quá, hoa sứ ở đây đẹp quá. Khách sạn mình đặt thì cách bến xe khoảng 1.3 km. Hành trình của mình thì chỉ ở Viêng Chăn có một ngày thôi. Ngày mai thì mình sẽ bắt tàu cao tốc đi Luông Pha Băng. Và mình rất là thích cái phòng này luôn mọi người. Giá là 900 baht và mình đặt ở trên Agoda mọi người ha. Rất là gần với lại bến xe ta là sao. Và cái khách sạn này cũng là một trong những cái điểm đón của những cái shuttle bus để chúng ta có thể đi từ trung tâm thành phố Viêng Chăn ra cái bến tàu siêu tốc mà có thể đi các cái tỉnh ví dụ như là Vang Viên hoặc là Luông Pha Băng. Sáng mai thì mình sẽ đi từ đây luôn, cho nên là rất là tiện để cho mọi người có thể đặt ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt xe để đi Buddha Park. Đó là một cái công viên mà có rất là nhiều cái tượng Phật ở trong đó. Cái Buddha Park này nó nằm ngay biên giới giữa Thái và Lào luôn. Bây giờ mình sẽ lên cái xe này để chuẩn bị đi ha. Ok, cùng đi với mình nha. Hành trình này hình như kéo dài là khoảng 20 km. Hy vọng là không bị kẹt xe. Đi chắc khoảng nửa tiếng là tới. Nóng lắm mọi người. Hiện tại bên Lào đang là khoảng 30-34 độ. Rất là nóng. Và lúc nãy thì mình có đi mua được cà phê. Cà phê bên này thì pha y chang phong cách bên Thái luôn, cho nên uống rất là hợp vị. Đây là một cái ly cà phê espresso. Giá là 20.000 kíp bạc. Tức là khoảng 20.000 kíp bạc là 40 bạc Thái. Tức là khoảng 28.000 tiền Việt Nam. Many minutes later. Sau khoảng 50 phút di chuyển thì mình đã đến được Buddha Park. Cái cổng là mình hết hồn mọi người, mình tưởng là cái chùa nào đó. Mình định không xuống luôn á, nhưng mà thấy mọi người xuống cái mình chạy theo. Giá vé cho người Lào là 15.000 kíp bạc, còn người nước ngoài là 40.000 kíp bạc. Ok. Bên đây thì có các cái quầy nước nè. Ôi, mình đã thấy cái tượng Phật rất là nổi tiếng ở đây. Và cả cái chỗ này nữa, cái chỗ này cũng rất là nổi tiếng luôn nè. Leo lên trên check in nè. Wow. Cuối cùng mình đã đến được đây. Những tượng Phật ở đây á mọi người mang cái nét rất là cổ kính luôn á. Màu rêu phong nè. Nói thật với mọi người là khi mà mình coi cái khu vực này ở trên Google Maps á, mình cảm giác hơi bị sợ. Đặc biệt là hôm nay mình lại đi một mình nữa, không có bạn mình đi chung. Nếu như mà vào buổi chiều chắc là mình đi mình sợ thiệt á mọi người. Lúc này thì trời buổi trưa và còn khá là nắng và sáng á, cho nên là đi thì cảm giác rất là trang nghiêm. Cái hình ảnh đầu tiên mà mình thấy khi mà tìm hiểu về Lào á mọi người chính là cái công viên này đây. Những hình thù rất là kỳ thú luôn á. Mình rất là sợ rắn luôn á mọi người, cho nên là nhìn thấy những cái tượng mà có điêu khắc rắn ở trên thì mình hơi nổi da gà một xíu. À, ở đây có bức tượng truyền thuyết Phật đản sinh nè, bước trên những cái hoa sen. Đẹp quá à. Ở bên đây thì có một bức tượng khá là lạ luôn mọi người, để mình lui lại. Bức tượng của một vị thần. Và ở phía trên của vị thần này giống như là có một cái đuôi gì đó mọi người. Ở trên thì có mặt trời thì phải. Mọi người có nghe cái tiếng gì không? Mình nổi da gà á mọi người. Hình như là có ếch ở trong cái hồ. Mình sẽ đi ngược về phía của cái bảo tháp ở đằng kia và leo lên phía trên. Có rất là nhiều góc đẹp luôn nè mọi người. Wow. Bây giờ mời mọi người cùng chui vào cái miệng của vị thần này với mình nha. Hồi nãy mình mới chui vô quay tới quay lui xong bị đụng đầu á mọi người. Đi cẩn thận nha. Ok, cùng vào nè. Hồi nãy mình bị đụng đầu ngay cái lưỡi của vị thần này ở đây. Nên mọi người cẩn thận nha. Yeah. Đây là phía bên trong. Có một cái dòng cung. Trời ơi, bên trong đây. Ủa, có đường vô không ta? Để mình tìm thử nha. Mình nhìn vô cái khung cửa mình hết hồn đó mọi người. Mình đi chơi với bạn mình thì mình gan dạ, chứ mình đi mình sợ lắm mọi người ạ. Có nhiều chỗ nó huyền bí giống như chỗ này là rất sợ luôn. Cho nên là mình phải tranh thủ mình đi buổi sáng chứ mình không có dám đi buổi chiều. À, ở trong đó thì không vô được mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ đưa mọi người vô bằng đường này nha. Bên trong đây thì có rất là nhiều tượng Phật khác nhau. Có vẻ là trong đó có cầu thang á mọi người. Trời ơi, cái lối đi nó hẹp lắm, mình còn đeo ba lô nữa. Ôi, lên tới rồi. Ý, hơi sợ nha. Đây là những step cuối cùng. Wow. Hơi sợ nha mọi người, mình bị rén chân rồi. Đây là cái chỗ hồi nãy mình lên nè. Cẩn thận chỗ này rất trơn luôn á nha mọi người. Mình không dám vừa đi vừa quay luôn á. Đây là phía trên chớp. Sợ quá. Mình xin phép buông máy nha, để mình tìm chỗ mình đi qua bên kia. Sợ lắm mọi người, thật sự rén chân quá. Ôi, mình đang rất sợ luôn á. Chết rồi, chết rồi. Có một cô đang ở trên. Be careful. Mọi người lên đây ai cũng rén luôn. Thôi mình sợ quá, mình ngồi xuống. Ây da, trời ơi. Ô, đẹp quá. Hello mọi người, đây là mình. Mình sợ quá, mình ngồi luôn rồi mọi người ơi. Đây nè, cái dốc ở dưới rất là ghê luôn á mọi người. Và cái lan can mọi người thấy không, chỉ có giống như là một cái bình của thần rắn uống qua thôi. Sợ hãi thật sự, mình ngồi im luôn rồi, mình không dám đi luôn. Đây là cái view trước mặt mình nè, để mình quay cho mọi người coi. Rất là đẹp luôn. Yeah. Ôi, đẹp quá à. Mình sẽ cố gắng đi vòng vòng để chụp và quay, để cho mọi người chiêm ngưỡng hết được cái vẻ đẹp của chỗ này. Thích quá, nhưng mà rất nắng luôn mọi người ơi, nắng quá. Mình đã hơi rén chân rồi mọi người ạ. Ở trên đây nè mọi người, mình phát hiện ra có một cái lối chui ra từ cái đường này nữa. Đây. Đây nè. Bây giờ thì mình sẽ chui thử vô trong đó xem là đi như thế nào. Ok, chui vô nha. Hình như à, ở đây là xuống lại cái phần lúc nãy mà mình quay cho mọi người á. Ok, mình sẽ xuống thử. Đường rất là hẹp luôn mọi người ơi. Chắc là mình bị dướng cái pano này. Many minutes later. Đây là phía bên trong của cái chỗ lúc nãy mà mình quay từ cái ô cửa sổ này cho mọi người nè. Ôi, và còn đi xuống nữa nè mọi người ơi. Nhưng mà mình phải vòng lên lấy ba lô. Để mình đi một vòng trước ha. Ở dưới này tiếp tục có cái lối xuống nữa. Vậy thì chắc là mình để mình vòng lên mình lấy cái ba lô, rồi mình sẽ đi xuống lại ở phía dưới này. Để mình quay cho mọi người coi. Sao mình có cảm giác như đi địa đạo Củ Chi vậy đó mọi người. Dưới này thì mình thật là sai lầm khi mà xách ba lô mấy hình tùm lum ở đây hết. Chà, khó xuống luôn. Ở đây là một cái khu khác nữa mọi người. Lúc nãy mình đã bỏ qua khu này nè. Ok, lối ra ngoài trước. À, mình hiểu rồi. Đây là 18 tầng địa ngục mọi người ạ. À, ở dưới kia mình thấy có mấy cái tượng đầu sọ rồi. Để mình quay cho mọi người coi. Mình cân nhắc không biết có nên xuống không, hơi sợ. Ôi, mình hơi sợ rồi. Có cái đầu lâu ngay đây nè mọi người. Mình sẽ đi ra đường này. Nhát quá, nhát luôn. Cái đường này là cái đường hồi nãy mình đi vô. Đây nè, cái lối xuống ở đây. Ủa? Xuống đi. Tầng này là tầng điện. Nãy giờ đi sợ nó mọi người cứ vòng lại coi, cái có người sau lưng. Bây giờ thì mình đang ngồi trên túc túc của Lào để đi chơi ở Thạc Luông. Ở bên này tìm phương tiện giao thông khó quá mọi người. Thấy chú túc túc cái là mình bắt luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi Thạc Luông nè, sau đó đi cái 3C tour gì đó, không biết có nói đúng không, Khải Hoàng Ngôn. Giá chú đòi là một, chú đòi 200. Nhưng mà mình trả hồi còn 140, không biết là có biểu tố hay không. Nhưng mà bây giờ tìm không ra phương tiện, thôi thì cứ đi với chú vậy. Trước mặt của chúng ta bây giờ là Patuxay, nhưng mà mình sẽ đi Thạc Luông trước tại vì Thạc Luông sắp đóng cửa. Patuxay thì một lát đi sau. Ồ, mình đã thấy Thạc Luông ở xa xa rồi kìa. Quá nếp bịt kỳ mòn á, khóc Ha mòn á. Ghe bịt Ha mòn, 5 giờ đóng cửa rồi mọi người. Cuối cùng mình cũng đã được thấy Thạc Luông tận mắt. Hồi nhỏ toàn là nhìn thấy trong sách giáo khoa á mọi người. Đây là một cái stupa nhìn rất là khác biệt so với kiến trúc của các nước, ví dụ như là Thái hoặc là Myanmar. Cho nên nó trở thành biểu tượng của Lào luôn mọi người. Ôi thật sự rất là đẹp nha. Mình sẽ đi vô trong này. Ở đây người ta ghi là mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, tất cả các ngày luôn. Okay, mình sẽ đi vô đây. Lúc nãy thì mình có đọc sơ sơ ở trên Wikipedia thì nói rằng là công trình này có tuổi thọ từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. À không, sau công nguyên. Sau đó thì được tu sửa lại vào năm 1930. Wow, cái góc này. Ôi ôi, đối xứng hoàn hảo mọi người ha. Trời ơi, ngược sáng còn đẹp hơn nữa nè. Yay, mình đã đi được một vòng của Thạc Luông. Mình đã tham quan cho tới khi chùa đóng cửa luôn mọi người. Ở bên trong đó lúc mình vô là chiều rồi đó. Cái cũng ít người cho nên là cũng khá là dễ để chụp hình với là đi xung quanh. Ok, bây giờ thì mình sẽ kiếm chú Túc Túc để mình tiếp tục đi qua bên Patuxay, tức là Khải Hoàng Môn. Chúng ta đang bước vào bên trong của Patuxay. Bây giờ để lại Khải Hoàng Môn ở sau lưng, mình sẽ đi ra chợ đêm và bờ sông để kiếm đồ ăn. Mình đang tiếp tục đi ra khu vực bờ sông. Mọi người thấy sau lưng mình cái hàng cây giống đường Lê Duẩn không? Đó là bụi bay vô mắt rồi. Nếu như mà đi ra bờ sông á mọi người thì mình sẽ nhìn qua bên kia sông sẽ là biên giới của Thái Lan, ở bên này thì sẽ là Lào. Đây là phía công viên bờ sông nè mọi người, và bên kia đang có chợ đêm. Nhưng mà chợ đêm này mình thấy toàn là bán đồ mặc không à, không có đồ ăn. Đây là công viên phía bờ sông nè mọi người, bên kia là Thái Lan ha, còn bên đây là Lào. Ở bên kia là tỉnh Nội Khai, hồi sáng mình có đi từ bên đó qua đây. Phía ngoài này thì chưa có quy hoạch gì nhiều đâu, giống như ở bên quận 2 của mình đó mọi người. Ôi những cái áng mây nó đẹp chưa kìa. Ở bên này vui lắm mọi người, có rất là nhiều người ngồi ở ngoài như thế này nè để bán giống như là Việt lót gì đó. Rồi con đường này rất là dài luôn, tuốt ở dưới kia. Đây thì có bán nước nè, đồ ăn thì rất ít luôn. Bên đây thì có mũ binh giống ở Thái. Còn lại hầu hết các cái gian hàng mình thấy là bán quần áo, bán toàn là đồ accessory thời trang không ha. Nè dài thẳng tuốt ở dưới kia luôn đó. Rồi thôi vòng lại. Mình không có nhu cầu mua quần áo, mình chỉ có nhu cầu ăn thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ra lại phía gần khách sạn của mình. Đây là góc phố có Central Point nè mọi người, ngay ở trước mặt luôn. Cái góc phố này nhìn nó nhộn nhịp hiện đại hơn hẳn so với mấy cái góc phố khác của Lào luôn á. Nhìn xịn xịn ha. Ok, mình sẽ quẹo vô đây và bắt đầu kiếm đồ ăn. Ý, đồ ăn xuất hiện rồi. Đây, bánh canh 15.000 kiếp. Mình sẽ kêu một phần nha. Ao nừng nè khắp. Thơm lắm mọi người. Mình sẽ múc lên trên đây. Ô giò heo. Cho hành vô. Oh yeah. Và đây là món đầu tiên của Lào mà mình thử. Đó là một món bánh canh giống y chang bánh canh giò heo bên mình luôn mọi người. Nhưng mà có thêm rất là nhiều ngò gai với lại hành phi. Ok, cùng ăn nha. Nghe nhạc Việt Nam ở sau lưng luôn mọi người. Giờ mình sẽ húp nước lèo. Rất là thơm. Cái cọng bánh canh này rất là giống bánh canh bột sắt của người miền Trung nè mọi người. Nhưng mà thay vì ở bên mình thì nấu sệt sệt đúng không? Bên đây thì nấu kiểu lỏng lỏng giống như là bánh canh giò heo của miền Nam. Kết hợp độc đáo nha, trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa nè. So với vị của Thái thì vị của Lào sẽ gần với vị của người Việt Nam hơn. Việt nha, ngon. A few moments later. Mình sẽ tiếp tục qua món thứ hai. Wow. Ở đây họ làm mấy cái bánh cuốn như thế này. Mình đã bắt gặp bánh xèo rồi mọi người. Có nem nướng, ủa lộn, cái gì? Chả giò, mì xào. Bên đây thì các loại xiên que nướng, mã la. Ở đây có một cái quán nem nướng nè mọi người. Món này rất là nổi tiếng ở bên Thái luôn á. Mà mình đang no quá, chết rồi. Đó, nem nướng hấp dẫn chưa? Món này vui lắm mọi người, ở bên Thái gọi là nèm nương, tức là đồ ăn của Lào nha. Nhưng mà nèm nương tức là nem nướng của cái tên của Việt Nam á. Nó lai tùm lum hết. Ôi cái này là hột vịt lộn. Ôi hột vịt lộn với cút lộn hả? Cái đã nè. Đó. Trứng cút lộn mọi người ơi. Ôi món này lạ quá hả? Ăn với lại nước mắm gừng thì phải. Nhìn ngộ ngộ ha, người ta bỏ vô nguyên một cái lẩu luôn á. Giá của cái này là 20.000 kiếp bạc. Ăn thử nè. Bình thường á là trứng cút lộn Việt Nam mình sẽ chấm với lại muối tiêu tắc đúng không? Nhưng mà ở đây ăn với nước mắm gừng, cái vị nó lạ đó mọi người. Nó không giống cháo vịt mà nó cũng không giống với trứng cút lộn. Nó pha ở chính giữa, mắc cười lắm. Mà ăn cũng ok nha. Nước mắm pha rất là đậm đà luôn. Hello, chào buổi sáng mọi người. Đây là ngày 2 của mình ở Lào. Và mình đang chuẩn bị chờ xe để pick up mình ra cái khu vực tàu nhanh, tàu siêu tốc của Lào để đi Luông Pha Băng. Bây giờ đang là khoảng 5:45 sáng và người ta hẹn mình 6 giờ. Chú pick up mình bằng mấy cái xe giống như là xe chạy trong resort đó mọi người. Đường đi vô bến tàu giống như là khu đô thị mới đang được sửa chữa gì đó mọi người. Rất là nhộn nhịp sáng nay luôn mọi người. Bên kia có vẻ là bên khu vực mua vé và kiểm soát hành lý. Bên đây sẽ là cái cổng vào chính nè. Ok, mình đã chụp hình xong rồi, chúng ta cùng vô bên trong nha. Mình có đọc một vài review của các bạn nước ngoài ở trên website. Thì họ có nói rằng là khi mà họ đến mua vé xếp hàng đó mọi người, thì thường là họ sẽ mua ở các cái đại lý du lịch ở trong thành phố Viêng Chăn chứ họ không ra tới đây. Nhưng mà khi đến đại lý du lịch thì cái hình thức nó cũng khó khăn giống như nãy giờ mình nói với mọi người. Thì thường là họ sẽ nhờ người Lào đang xếp hàng mua vé ở đó trả tiền bằng cái hình thức thẻ One Pay. Sau đó thì họ sẽ trả lại tiền mặt cho những người Lào đó. Ok, tới cổng kiểm soát an ninh ở phía trước rồi. Đây là vé của mình được đại lý du lịch mua giúp. Mình đã đặt qua 12Go với mức giá là 950 Thái Bạc. Một lát nữa mình sẽ giải thích về giá tiền của cái mức vé sau mọi người ha. Thì đây là cái vé họ mua giùm mình nè. Trên đó thì có thông tin tên và cái số passport của mình. Mình đã che ở chỗ cái ngón cái nè. Còn lại thì có thông tin của chuyến đi Viêng Chăn tới Luông Pha Băng và xuất phát từ lúc 7:30. Ok, bây giờ thì mình sẽ cầm passport. Hình như là cần có phiếu tiêm nữa để đi qua cái chỗ soát vé này. Đây là khung cảnh bên trong của ga tàu ha mọi người. Rất là thoáng mát, sạch sẽ và đẹp luôn. Cái khu vực check-in hành lý và an ninh ở đằng kia. Kiểm tra cũng khá là nhanh mọi người. Chỉ cần để hành lý bỏ lên, xong nó scan rồi đi qua cho người ta quét xem có đem các cái vật dụng nào bị cấm lên tàu hay không. Lúc đó là có thể qua được rồi ha. Chỉ còn vài phút nữa thôi là mình sẽ phải lên tàu rồi, cho nên là mình sẽ tranh thủ nói về việc đặt vé của mình cho mọi người nghe ha. Như mình có chia sẻ lúc nãy thì cái việc đặt vé trực tiếp ở Lào sẽ rất là khó khăn cho người nước ngoài trong cái việc thanh toán. Nếu như mọi người có bạn Lào nè, hoặc là có cái hình thức thanh toán One Pay thì sẽ rất là đơn giản cho mọi người có thể đi xếp hàng mua vé. Vé tàu thường chỉ được bán trong vòng 2 ngày trước ngày khởi hành. Tức là ngày khởi hành là 1 nè, sau đó mọi người đếm lui lại 2 ngày thì mình sẽ có tổng cộng là 3 ngày để có thể mua vé ha. Lần này thì mình đi là mình đã đặt ở trên 12Go là một cái website đặt vé. Thì ở trên đó họ bán cái mức vé nó sẽ cao hơn gần như là gấp đôi so với cái vé tàu mà mọi người mua trực tiếp. Mình lấy ví dụ nè, chuyến tàu từ Viêng Chăn mà đi Luông Pha Băng thì cái mức vé mà mọi người mua trực tiếp á, thì nó khoảng là 220.000 kiếp bạc, tức là rơi vào khoảng đâu đó 300.000 tiền Việt Nam. Nhưng mà khi mình mua vé ở trên 12Go thì mình đã phải trả gấp đôi. Mình đã phải trả tiền Thái là khoảng 950 bạc, tức là khoảng 700 cho tới 750 nha, coi như là đã gấp đôi luôn rồi đó mọi người. Nhưng mà đổi lại thì mình sẽ có được cái việc confirm vé từ chính những cái người đi mua giúp mình là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai thì họ sẽ chuẩn bị luôn cái dịch vụ pick up mình từ trong trung tâm của Viêng Chăn ra tới ngoài cái bến tàu này. Như mình có nói lúc nãy với mọi người thì cái quãng đường di chuyển sẽ mất khoảng từ 20 cho tới 25 km tùy vào cái khu vực khách sạn của mọi người ở trong nội thành ha. Ok, bây giờ cùng đi ra ga với mình nha. Người ta lên hết rồi mọi người ơi, lên rất nhanh luôn. Chắc là mình sẽ vô toa bên này. Mình đã vô được tàu rồi nha mọi người. Đây là ghế nha mọi người. Phía sau lưng ghế thì có để giống như là một cái túi nôn. Có chỗ để hành lý ở phía trên nữa. Hàng ghế thì rất là dài ha. Và cái chỗ ngồi á mọi người cũng khá là rộng. Để coi từ cái khoảng chân của mình ra thì được cỡ 2 gang. Thì có thể để đồ ha. Và nó có mấy cái bàn này để cho mọi người có thể đặt đồ ăn. Ok, bây giờ thì mình sẽ để hành lý lên trên trước để chuẩn bị lại cho tàu chạy. Mình đang ở bên trong toilet nha mọi người. Rất là rộng luôn. Một cái khoang toilet rất rộng. Có bồn rửa tay nè. Nhưng nước chảy hơi yếu nha. Hai nước ở đây. Rồi bên này có luôn cả cái bồn vệ sinh. Wow, tuyệt vời, mặt trời nha. Đi tàu mà không có lo sợ gì luôn. mình đã tới Luông Pha Băng rồi. Rất nhanh luôn mọi người. Khoảng 1 tiếng 50 phút là đã đến được với Luông Pha Băng. Khung cảnh rất đẹp luôn, ở phía xa xa kia là núi này. Và đây là phía bên ngoài của nhà ga Luông Pha Băng. Lúc nãy từ Viêng Chăn thì chạy khoảng 50 phút sẽ đến được tới Vang Viên, dành cho các bạn nào muốn đi Vang Viên ha. Sau đó từ Vang Viên thì sẽ thêm 50 phút nữa thì chúng ta sẽ tới được với Luông Pha Băng. Tính ra quãng thời gian đi rất nhanh luôn mọi người, chưa tới 2 tiếng cho cái quãng đường là 350 km. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm xe để về trung tâm của Luông Pha Băng. Rồi, cảnh ở ngoài trước rất là đẹp luôn. Mình thấy hình như mọi người đang chờ ở đây để đi vô Luông Pha Băng này. Để mình tới xem. Này, ở phương Trâm à. À, chú sẽ bỏ vali rồi. Cái ra này. Dạ, mình sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ luôn. À, lên xe thôi. Bây giờ thì mình đang ở trên xe để về lại trung tâm. Mình coi cái đường nè, nó ngoằn ngoèo như thế này đây. Trời ơi, mất 18 phút cho khoảng bao nhiêu km nhỉ? 11 cây. 5 giờ chiều của ngày 2 trên đất Lào của mình, và là ngày đầu tiên của mình ở Luông Pha Băng. Mình vừa phát hiện là ở cái dốc ở phía trên khách sạn của mình có một cái ngôi chùa, cho nên là mình đi lên xem. Chùa Lào kiến trúc của họ nó nhỏ nhỏ nhưng mà được trang trí với rất là nhiều cái đường nét hoa văn rất là đẹp luôn. Còn đây là cái dốc đi xuống dưới khách sạn của mình. Để mình quay cho mọi người coi ha. Rất là nên thơ luôn á. Có cây dâm bụt nè. Mình đi xuống dưới này. Đây là khách sạn của mình nè. Trắng trắng xanh dương ha. Nhìn xinh. Khách sạn này thì có bạn receptionist nói được tiếng Việt tên là Tài. Nhìn phong cách Scandinavia mọi người hả. Cây xanh rồi tường trắng, rồi có thêm mấy cái cửa màu xanh dương nữa. Nhìn xinh ơi là xinh. Hồi nãy bạn Tài có nói với mình là mấy hôm trước thì không có nóng tới nỗi như vậy. Nhưng mà khi mình bước tới đây thì hồi trưa này là 40 độ mọi người. Kinh khủng khiếp. Ở bên đây là cái núi Phu Si. Và ở trên đó là địa điểm ngắm hoàng hôn rất là nổi tiếng luôn. Nhưng mà do hôm qua mình đi vườn Phật xong mình về mình bị sổ giò á mọi người. Cái giò mình khá là đau cho nên là mình không có leo núi ngày hôm nay. Quyết định là ngày hôm nay sẽ là một ngày rất chill. Wow, có đồ nướng nè. Đi ở đường phố Luông Pha Băng còn thấy đồ ăn nha. Còn ở đường phố Viêng Chăn đó mọi người, sao mà mình không hiểu sao mình không có duyên gặp đồ ăn Lào hay sao. Mình không có ăn được gì trển hết. Trên này có rất là nhiều cây phượng luôn, đẹp ơi là đẹp. Đi mùa này bị cái rất là nóng, nhưng mà bù lại là phượng rực trời luôn. Và cái mé về phía bờ sông mọi người coi nè. Tuyệt vời luôn á. Hồi trưa mình đã đứng đây chụp hình rồi. Mùa này ở Luông Pha Băng á mọi người, nóng thì có nóng nhưng mà phong cảnh rất là đẹp luôn. Nắng thì luôn luôn là rực rỡ. Trời thì hồi trưa này là không có một gợn mây luôn á mọi người. Và ở đây á, thì có rất là nhiều hoa giấy, hoa bò cặp vàng cũng như là hoa chăm ba, tức là hoa sứ. Ở phía bên kia cảnh đẹp quá mọi người ha. Dưới đây là sông Mekong nhé mọi người. Đây là khu vực phố cổ nè mọi người. Đẹp quá à. Không khí rất là chill luôn á. Đây. Và đằng kia là góc phố cổ. Trời xinh quá à. Mình chờ lên đèn nha. Hồi thích nha. Quá đẹp. Những cái dãy nhà cổ ở đây người ta bảo tồn rất tốt nha. Thích quá. Cái nhà này từ năm 1940. Ôi cái dãy phố cổ giờ này chill lắm luôn á mọi người. Và các cái ô cửa kính người ta sơn những cái màu khác nhau, nhìn xinh quá à. Mặt trời đang dần xuống ở phía sau lưng mình. Và phố cổ bây giờ thì rất là êm đềm luôn. Mình nghĩ cái mùa mà thích hợp nhất để mọi người có thể đến với Luông Pha Băng chắc là những mùa cuối năm, từ khoảng tầm tháng 10 cho tới tháng 12. Thời tiết ở đây sẽ rất là tuyệt vời để cho mọi người có thể đi luôn á. Mình đang đi xuống một cái khu vực bờ sông mọi người, và có thể nhìn thấy được cái cảnh rất là đẹp luôn. Trên sông thì có các cái tàu du lịch, người ta mở nhạc và hình như là ăn uống ở trên đó và đi ngắm hoàng hôn trên sông. Mình sẽ đi hỏi cái tour xem ngày mai có hay không để mình sẽ đi cái dạng tour này. Wow, cảnh đẹp quá à. Trời, mấy cái rặng núi ở ngoài xa xa. Dòng Mekong ở Luông Pha Băng buổi chiều rất là nhộn nhịp luôn mọi người. Ở phía dưới thì là các du thuyền ha, còn ở trên thì có người ngồi ăn uống ngắm hoàng hôn nè. Bây giờ có một số người đang xuống đi tour, còn mình sẽ đi ngược trở lên. Mình có hỏi cái tour đi cái chùa hang động. Người ta nói là 850.000 kiếp vào buổi sáng ngày mai vào lúc 9 giờ. Và sẽ là half day, tức là khoảng 1 tới 2 giờ thì sẽ kết thúc tour. Ok, ngày mai thì mình sẽ vòng lại đây để xem có book tour được hay là không, và mình sẽ đi tới cái hang động đó. Và đây sẽ là cái view ăn tối nay của mình, và cùng với ngắm hoàng hôn. Mặt trời đang dần xuống cái rặng núi bên kia á mọi người, và tàu bè thì đang chạy ở phía dưới sông nè. Mình đã vừa kêu ra một chai bia Lào, nhìn cưng ghê. À, bia này hình như có đá ở trong, bia tuyết á mọi người. Hôm qua ở Viêng Chăn thì mình không có ăn uống gì hết trơn, toàn là uống xì tinh từ sáng tới chiều. Bây giờ mới có dịp uống một cốc bia Lào, thử nha. Đảo á. Cái vị khá là giống với lại bia Sài Gòn đỏ, Sài Gòn xanh ở bên Việt Nam mình đó mọi người. Ngon nha. Hello mọi người, đồ ăn của mình đã ra. Hôm nay thì mình kêu những món sau đây. Đầu tiên là xôm tầm Luông Pha Băng, rất là ngon luôn á mọi người. Đây là một trong những cái món rất là nổi tiếng của Luông Pha Băng luôn. Trong đây thì có mắm bạc khía. Và trời, vừa nói vừa chảy nước miếng. Điều đặc biệt của cái xôm tầm ở bên Lào á mọi người, nó khá khác với lại xôm tầm ở bên Thái. Đó chính là cái sợi đu đủ á, người ta bào nó rất là to, chứ nó không có diện diện giống như ở bên Thái ha. Trời, hấp dẫn lắm, ăn thử miếng nha. Ôi, cái vị rất là vừa ăn luôn. Ê, ngon quá à. Đây có mấy miếng gà nữa nè. Tiếp theo là thịt cổ heo xông khói. Cái này á, ở bên Thái người ta gọi là cọ bụi giang. Ở bên Thái thì người ta sẽ chiên, nhưng mà ở bên đây là xông khói mọi người ạ. Hấp dẫn chưa? Cái chén nước chấm ở đây, để mình lấy. Chấm vô thử nha. Ôi, chết. Ôi, ngon quá. Ngon thật sự. Cái sốt này nó đậm đà, không có bị cay. Xuất sắc. Uống thêm một miếng bia Lào. Hết chai. Thỏa mãn. Và đây là xôi của Lào, một trong những cái đặc sản mà chắc chắn khi qua Lào mọi người phải ăn rồi. Xôi Lào rất ngon luôn mọi người. Để mình ăn thử với lại sông tầm nha. Người ta thường ăn bàn tay bóc như thế này nè, xong rồi chấm với lại cái sông tầm. Rồi mọi người nha. Ngon. 2000 years later. Bây giờ thì mình bắt đầu đi vào chợ đêm mọi người ạ. Mình uống có một chai thôi mà cảm giác thấy nó hơi ngà ngà say rồi mọi người ơi. Dạo này tủ lượng ấp quá. Giận thôi chứ mình đi vô chợ đêm đây mọi người. Mình đã vô được tới khu vực chợ đêm rồi nè mọi người. Bán cũng kha khá các loại mặt hàng lưu niệm nha. Và nó trải dài cả cái con đường ở phía trên luôn. Mình phát hiện ra cái đèn này xinh quá mọi người. Được ép với lại hoa tươi thì phải. Và ở bên đây thì có nhiều loại khác. Có ép lá tre nữa nè. Ở dưới này thì có nhiều loại lồng đèn người ta vẽ hình của các vị sư. Rất là đẹp luôn. Còn ở đây là những loại mắt nét nè. Bên đây thì có mấy cái túi trà, túi cà phê. Bên kia là một góc của cung điện hoàng gia và ngôi chùa rất nổi tiếng ở đây. Sáng mai thì mình sẽ ghé qua bên đó để tham quan. Buổi tối thì cũng rất là đẹp luôn nè. Ở chợ đêm này họ bán rất là nhiều các cái loại thổ cẩm mà được dệt như thế này nè mọi người. Nhìn cũng rất là đẹp nha và họa tiết cũng rất là độc đáo. Ở đây họ còn bán mấy cái móc khóa nhỏ nhỏ dễ thương lắm mọi người. Nhiều họa tiết lắm nha. Trời nó nhỏ tới nỗi mà máy mình lấy nét không nổi luôn rồi. Nó bé bé nhìn dễ thương ghê á coi nè. Li ti không biết mua về làm gì ta. Hello, xin chào buổi sáng mọi người. Bây giờ đang là sáng ngày 2 của mình ở Luông Pha Băng. Và mình đang trên đường đi ra khu vực trung tâm để tham gia cái hoạt động xem các cái thầy sư ở đây họ hớt thực ở trên đường. Như mọi người có thể thấy á, ở ven đường họ đi thì đã có những người dân người ta ngồi sẵn rồi. Cứ đi ngang thì người ta sẽ cho, chứ không cần phải tụ lại một cái khu giống như là du khách thường đến. Bây giờ đang là khoảng 5:30 sáng. Trời khá là mát mẻ, trộm vía mọi người ạ. Và cái đoàn sư thầy này đi rất là nhiều luôn á mọi người. Hồi nãy là đi từ phía ngã tư dưới kia, sau đó là đi ngược lên trên này. Nhưng mọi người có thể thấy có rất là nhiều người dân địa phương họ ngồi ở ven nhà của họ để khất thực cho các sư thầy rồi. Ở đây thì có một cái chùa cho nên là người ta đang tụ tập lại rất là đông. Đây là trục đường chính của phố cổ Luông Pha Băng. Tối hôm trước thì ở đây có chợ đêm. Và chùa bên đây là chùa Wat Mài nha mọi người. Một trong những cái ngôi chùa cổ và đẹp nhất ở Luông Pha Băng. Đây là một trong những cái hoạt động mà mọi người không thể bỏ qua khi đến với Luông Pha Băng vào buổi sáng. Như vậy là mình vừa trải nghiệm xong hoạt động khất thực vào buổi sáng ở Luông Pha Băng. Hiện tại đây là khoảng 6 giờ và cái hoạt động khất thực của các sư thầy đã thưa dần rồi đó mọi người. Các hoạt động khất thực này nếu như mọi người muốn tham gia thì thời điểm thích hợp nhất là mọi người hãy ra phố vào lúc 5 giờ sáng. Tại vì nó sẽ đột diễn ra từ khoảng lúc 4 giờ 30. Ở đây là tuyến phố Luông Pha Băng xinh đẹp sáng nay. Mình nghĩ hai thời điểm thích hợp nhất trong ngày để đi khám phá Luông Pha Băng là vào lúc sáng sớm và vào lúc chiều tà. Còn buổi trưa thì nên núp ở khách sạn hoặc là quán cà phê nào đó nhé mọi người. Mặt trời đang hửng đỏ từ ở phía sau của những cái rặng cây. Đây là chân núi Phu Si nè mọi người. Luông Pha Băng National Museum. Sao trên bản đồ lại ghi là cung điện ta? Sai quá sai. Và bên đây là cái ngôi chùa rất là nổi bật cũng như là biểu tượng của Luông Pha Băng luôn á mọi người. Để ngắm được cảnh đẹp của khu này thì mọi người nhớ leo lên cái phía đồi ở chỗ núi Phu Si ở đây ha. Để mình đứng, mình nhìn xuống, mình chụp cho nó đẹp nè mọi người. Đây là cái chỗ hồi nãy ở dưới mình quay lên nè. Đó, mình thấy sáng ra mọi người đi tập thể dục rất là nhiều luôn. Đằng kia là khu phố cổ xa xa. Bên đây là ngôi chùa biểu tượng của chúng ta nè. Đẹp thật sự luôn. Nãy giờ mình ngồi đây mình ngắm cảnh đó mọi người. Chim bay ngang rất là đẹp. Ở bên trong là bảo tàng quốc gia. Đường phố Luông Pha Băng giờ này đang rất là vắng vẻ và mát mẻ. Thích ghê luôn. Ở kế bên Wat Mai lúc nãy thì có một cái ngôi chợ sáng mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ ghé vô coi ha. Thấy người ta đang bán chuối nè, bán măng, đậu phộng luộc. À và bên này người ta hay bán những cái chú chim mà bỏ vô trong đây để phóng sinh lắm mọi người. Đu đủ. Mấy cái món ở đây toàn là organic đó mọi người. Nhìn trái cây nó không có được đẹp nhưng mà là organic cho nên là phải chịu ha. Không có phân thuốc gì hết. Quá trời đồ luôn. Trời ơi có nấm bào ngư. Mấy cái măng này nhìn ngon quá ta. Mình đã thấy cái mình không nên thấy rồi. Thịt rắn mọi người ơi. Sợ cái. Mấy cái bông này. À rau ngò quá trời. Hầu hết là bán thực phẩm và các gia vị sống mọi người. À mít nè, măng cụt. Măng cụt ở trên này thấy cưng lắm mọi người, nó nhỏ nhỏ. Trời mấy trái mận kìa. Mấy cái đọt hoa. Trời trời mồng tơi, xuất sắc. Bên đây còn có đọt rau chại và những trái bí nữa mọi người. Ủa cái này là cái gì ta? Rong hả? Cái này lạ ha, mình chưa thấy bao giờ. Rồi, ở đây có đọt dại nè, rồi các thứ đồng quê luôn, ngon. Măng rất là nhiều luôn đó mọi người. Trong đây bán các loại bánh quê, nhớ miền Tây quá không nè. Cái này giống bánh gan quá ha. Ồ, ở đây có mấy loại côn trùng rồi nè. Cái này có ve phải không ta? Ốc nè. Một lát mình sẽ dòng lại mua ép quýt nha. Dẫn. Ở đây người ta bán rong biển sấy rất là nhiều luôn. Wow, trên đây còn nữa. Nhiều hướng rẻ quá. Mình sẽ rẽ qua bên đây trước. Mình đang định đi ăn cái tự nhiên mình quẹ vô đây. Trời cá sông Mekong nó to. Còn cá rô phi, bên kia cá đuối kìa. Bán cháo nè, rồi bán bánh canh, hình như có bán phở nữa. Dẫn chưa? Đó, tràn vô, đây đông nha. Đây nè mọi người. À, giá trâu. Ủa? Ủa thiệt hả? Da trâu Luông Pha Băng hả? Rồi ăn sao ta? Ui, bên đây có nữa nè. Ủa da trâu nó dày vậy luôn á mọi người. Coi cái bảng của nó nè, giống như cục jelly vậy đó. Wow, lạ ha. Cái này là da trâu khô, còn bên đây thì chỉ ghi là da trâu thôi. Có cái loại sợi nữa nè. Ăn sao ta? Chiên lên hả? Ôi nhiều loại lắm luôn mọi người. Có nhiều kích cỡ khác nhau nè. Lạ quá ha. Cái này lạ nè. Bên đây nữa tiêu nè. Bánh tráng quá trời luôn. Lạ quá, lạ quá. Mình đã thấy quầy đồ Việt Nam. Nước mắm chim su G7, khô mực. Bên đây thì có lạp xưởng nè, có heo, giống như là trâu gác bếp đó mọi người. Ăn thì phải đập. Đằng kia hấp dẫn quá. Lạp xưởng nè, măng nè, cho nên là xôi nè. Ôi nướng nghi ngút ở bên kia. Bắt đầu hành trình ăn sáng của ngày hôm nay thì mình sẽ ghé qua một cái quán được review khá là nhiều. Đó là một chiếc xe tải. Rồi xong luôn. Trời đất ơi là trời. Cái quán của mình ở đằng đây hả mọi người. Chán cái chiếc xe tải đó ghê đó. Bây giờ thì mình sẽ qua đó xem người ta bán gì hen. Đây là tên quán, mình sẽ để việc shop ở dưới ha mọi người. Đây là một chiếc menu chứng tỏ độ uy tín nè mọi người. Bán lâu quá nó bám đầy hết ở trên. Không thấy cái gì luôn. Khói nghi ngút nhìn thích lắm mọi người. Nước lèo được nấu bằng củi nè. Ở trên đây thì có cái cà phê vợt. Cô chủ đang ở trước mặt chúng ta. Đây là một tô bánh canh Lào của mình mọi người. Cô gọi là bịt sen. Để mình ăn thử coi trong đó có gì nha. Mùi rất là ngon luôn rồi đó. Mình đang dùng một tay để quay, một tay để gấp bún. Ở trong đây thì sẽ có hành phi nè, có ngò, có hành lá nè. Sau đó có gà xé sợi và bánh canh. Sợi bánh canh này ở bên đây người ta ăn rất nhiều ha. Hôm bữa mình có ăn ở Viêng Chăn một sợi giống như vậy. Wow, hấp dẫn chưa mọi người. Many minutes later. Mình đã vừa rời khỏi quán. Quán ở đằng kia mọi người ha. Bờ sông thì ở đây. Và chợ sáng thì nằm ở phía này. Quán tên là Ba Gia Ní Dòm. Hồi nãy mình hỏi tên xong rồi cô đọc. Cái mình nghe không ra. Cái là cô viết lên cái màn hình mọi người. Cô viết lên một cái nó xong cô đưa cho mình đọc. Để mình khoe cho mọi người coi nè. Cô đưa vậy nè, dễ thương không? Ở trên đây có tên của cái quán ha. Đây, Ba Gia Ní Dòm. Bán bánh canh rất là ngon luôn á mọi người. Và có bán cả cháo. Cà phê cũng rất là ok nha. Và đây là con xe của mình vừa thuê mọi người ạ. 1.200 kíp bạc cho 24 giờ ha. Mình sẽ phải quay một vòng cái xe để ghi dấu lại. Biển số xe là 0685. Và đây là cái địa điểm mà mình thuê nè mọi người. Anustai Motorbike Foreign Company. Rất là ok ha. Gần khách sạn mình lắm luôn. Mình sẽ để định vị ở bên dưới cho mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ phải chạy đi bơm xăng. Tại vì các bạn nói là mỗi lần đi là phải mỗi lần bơm. Giá thì chưa có bao gồm xăng ở trong đó. Đây, bây giờ đang bị cạn kiệt nhiên liệu. Mình sẽ phải chạy lên trên kia. Có rất là nhiều loại xe khác nhau nhé mọi người. Và mức giá cũng khác nhau luôn. Mình sẽ để cái hình ở đây cho mọi người coi. Mọi người có thể chụp màn hình lại ha. Rất là gần khu trung tâm. Đồi Phu Si ở trên này luôn nè. Ok, bây giờ cùng đi nha. Khi mà mọi người thuê thì mọi người sẽ phải để lại passport. Và ảnh sẽ cho mọi người xin cái contact line của ảnh hoặc là WhatsApp. Để có vấn đề gì thì mọi người có thể gọi hen. Ok, bây giờ thì cùng đi thôi. 1 hour later. Hello mọi người, mình đã vừa tới được thác Kuang Si Waterfall. Và mua vé là 25.000 kíp ha. Ở đây thì sẽ có xe điện để chở chúng ta đi vô trong khu vực khác luôn nè. Mình đã vượt qua 30 km đường xe với rất nhiều các khúc cua khác nhau trong vòng 60 phút. Và bây giờ đang là 11 giờ trưa. Nắng lắm mọi người ơi. Cái đường đi thì không có bị quá là bụi nhưng mà rất là nắng luôn. Vừa tới nơi là mình thay cái quần liền mọi người. Thay cái quần cục liền để chuẩn bị đi lên thác. Chắc chắn là mình sẽ lên đó mình tắm rồi, nóng quá. À, trên này có chỗ bán đồ ăn với lại bán nón, bán áo các thứ. Mình đã tới được khu vực thác rồi nè mọi người. Nhưng mà vẫn chưa phải là cái thác đâu nha. Chỉ là cái khu vực để đi lên thôi. Ở đây có bán rất là nhiều đồ ăn nè, quần áo và có mấy cái quán đồ ăn ở phía sau nữa. Hiện tại thì mình cũng chưa có đói cho nên là mình sẽ leo lên thác trước. Rồi mình sẽ vòng lại để ăn sau. Lúc sáng khi mà ở trong trung tâm thành phố thì mình có đi vòng quanh, mình hỏi những cái chiếc túc túc với lại taxi xem là giá đi lên cái khu thác này là bao nhiêu. Thì có chú nói là 300 cho một chiều và 500 nếu như mình đi về luôn. 500.000 kiếp bạc đó nha mọi người. Ủa lộn, kiếp Lào đó nha mọi người. Cho nên là mình thấy hơi bị mắc. Thành ra là mình đi thuê chiếc xe để mình có thể vừa chạy 24 giờ. Ngày hôm sau mình mới trả chiếc xe đó. Và giá chỉ có 120.000 kiếp thôi. Tiết kiệm được kha khá ha. Đây có một cái chỗ nuôi gấu nè mọi người. Em té. Trời, nhìn nó mát mẻ ở trong chưa. Mình đang đi ở ngoài đường chính thì nghe ở dưới này người ta nô đùa và có tiếng nước chảy cho nên là mình đi xuống đây, quẹo qua đây thử. À, thác kìa. Ta ta. Đây là cái thác của chúng ta. Trời ơi, mấy bạn xuống tắm đã quá kìa. Mình cũng phải xuống mới được. Dưới này nữa nè. Mát mẻ quá. Trời ơi, đã nha. Wow. Đây, có một cái thác này. Rất là đẹp luôn. Mê ly. Nước đã quá. Mình chuẩn bị dẹp thiết bị vô và nhảy xuống đây. Sẽ còn một cái khu vực nữa ở trên mà chúng ta có thể nhảy xuống. Wow. Bây giờ thì vui ra. Mình sẽ đi ra ngoài kia để coi. Đây là cái view của mình ngay đây. Ơi, đẹp chưa mọi người? Mình tiếp tục đi lên tầng thác ở trên này. Trên đây thì có một cái thác đẹp hơn rất là nhiều luôn đó mọi người. Hồi nãy trên đi đông quá cho nên là mình chạy xuống dưới kia. Wow. Ở đây có một cái mỏm đá check in sóng ảo. Đâu mất tiêu rồi ta. À kìa, ở đằng kia. Mình đang đi lên thẳng phía trên tầng trên cùng của cái thác Kuang Si này luôn mọi người. Và mình đã thấy được một báu vật. Trời ơi nó đẹp. Đẹp quá luôn á. Mọi người có thấy rõ giống như mình chưa ta? Ôi nhìn mấy cái phiến đá kìa mọi người. Cấu trúc của nó rất lạ luôn nha. Wow. Trời ơi. Choáng ngợp, choáng ngợp. Mình sẽ đi thẳng ra đây luôn. Ôi choáng ngợp thật sự. Wow. Tại sao có thể ra được những cái phiến đá như vậy ta? Ôi. Nước từ ở trên này chảy xuống nè mọi người. Lúc nãy là mình đã tắm ở cái tầng thác cuối cùng. Rồi. Oh, sorry. Oh, sorry. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày 3 của mình ở Luông Pha Băng và mình đang đi ăn sáng. Lúc nãy thì mình có ghé một cái quán bánh giò để mình ăn rồi, để mình để cái sụt ở đây cho mọi người coi ha. Đây là bánh giò của Lào nhé mọi người. À, cũng khá là giống của Việt Nam ha. Mình thấy y chang đó, nhưng mà bột thì khá là nhiều, phần nhân thì hơi ít nè, và không có trứng cút. Vị rất là giống luôn nha, chỉ có là không có trứng cút thôi. Còn bây giờ thì mình đang ngồi ở phía bờ sông, khung cảnh rất đẹp đây nè, để ăn bánh mì. Mình vừa mua được bánh mì và mình cũng sẽ để cái sụt bánh mì lúc nãy ở đây cho mọi người coi. Và quán tiếp theo mà mình đến ăn sẽ là quán bánh mì ở phía bên kia đường. Đây là một trong những cái quán được mình ghi ở trên bản đồ và thấy được đánh giá khá là cao nè. Mình sẽ để định vị bên dưới cho mọi người nha. Đây có sốt ớt nè, ba tê nè, bơ nè, y chang Việt Nam chưa? Cái chất bánh mì thì mình thấy hình như không giống lắm. Cái này giống bánh mì baguette của Pháp hơn. Trong kia thì có trứng với lại thịt heo. Ớt nè, ba tê nè, bơ nè. Sau đó thì có trứng nè. Giữa leo hữu một tí bò luôn. Bên kia giống như là xíu mại mọi người. Sau cuối cùng là cho chả lên. Và thịt ở đằng kia chắc chắn là có ngọt rồi. Oh yeah. Và đây là cái bánh mì của mình nè mọi người. Rất là to luôn. Giá là 20.000 kiếp, là khoảng 28.000 tiền Việt Nam. Mình đang ngồi ở cái ngã tư, ở bên này có sông nè, ở trong đây là đường cho nên là xe khá là nhiều luôn. Hôm nay là sáng thứ hai ở Luông Pha Băng, mọi người rất là nhộn nhịp luôn á mọi người. Sáng giờ là đi làm để đi học tùm lum hết. Hai ngày thứ bảy chủ nhật vừa rồi thì không biết người dân ta đi đâu mất tiêu hết trơn. Chỉ thấy du khách, bây giờ thì thấy người dân rồi. Trời thơm quá, cái mùi bánh mì bột với mọi người mà nó hòa với lại cái mùi ngò là nó ra liền bánh mì luôn. Có cả hành nữa, chả nước miếng. Ok thử nha, first bite. Nhân ngập ngụa luôn nè mọi người, quá trời nhân luôn. Ở trong có trứng nè, có pate, có chả lụa và có những cái miếng thịt sắc y chang ở bên Việt Nam mình luôn. Có điều là cái bánh mì nó không có được giòn, với lại nó bị đặc ruột chứ không phải là rỗng ruột giống như ở bên mình. Yeah, ngon nha. Cái nước sốt mà chị chan vô cuối cùng á rất là ngon luôn. A few moments later. Bây giờ thì mình đã đến được với chùa Wat Xiengthong, một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở thành phố Luông Pha Băng. Mọi người có thể đậu xe ở bên ngoài ha, sau đó thì chúng ta sẽ đi vào đây. Hình như giá vé là 20.000 kiếp. Chúng ta sẽ đưa lại vé cho người ở bên trong ha. Và đây là không gian chùa. Ôi đẹp quá à. Mình rất là thích kiến trúc mái chùa của Lào luôn á. Xếp tầng lên nhau nè. Và ở chính giữa thì có một cái giống như là những cái tháp nhỏ nhỏ. Và ở rìa của mái thì có những cái hình chim rất là đẹp. Hai ngày nay thì đi ra đường mình toàn mặc quần cục á mọi người. Cho nên là mình không có dám đi vô chùa. Mình toàn là đi ven ven ở bên ngoài thôi. Hôm nay thì mình đã mua được một chiếc quần voi rồi. Cho nên là mình sẽ đi tham quan các cái ngôi chùa. Hello mọi người, mình vừa check in vào khách sạn mới. Khách sạn này tên là Sadakham ha mọi người. Đây là một cái khách sạn mà mình rất là trông chờ trong chuyến đi ở Luông Pha Băng lần này. Ở phía ngoài này thì có một cái ban công để cho mọi người có thể ngồi nè. Đó, có hai cái ghế ở đây. Cái cửa sổ ở đây giống như là cửa sổ của những ngôi nhà cổ hồi đó vậy đó mọi người. Cửa sổ lá sách thì phải. Và bên đây là cái view của mình ra cái vườn. Có cả cái võng ở đằng kia. Và khách sạn này thì có dịch vụ xe đạp miễn phí luôn. Mọi người có thể lấy xe đạp và đạp vòng quanh Luông Pha Băng ha. Bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi vô trong nha. Đây, chúng ta sẽ đóng cái lớp cửa này trước. Sau đó thì sẽ đóng cái lớp cửa này để sử dụng máy lạnh ha. Tất cả mọi thứ đều rất mới luôn á mọi người, thích lắm. Phong cách thì vẫn là trắng và xanh nè, rất là nền nã. Ở đây là cái khu vực mà có cái bàn nhỏ nhỏ để ngồi uống trà. Bên đây là một cái giường đôi nè, rất là đẹp luôn. Hình như giường này là giường twin. Sau đó thì nếu như mà mình đặt giường đôi thì họ sẽ ghép lại với nhau. Sàn thì được lót gỗ mọi người ạ, theo hình xương cá nè, thích mê luôn nha. Đây thì có một cái tivi, họ làm âm tường luôn mọi người, nhìn thích lắm. Và ở đằng kia là một cái chỗ để quần áo nè, có hai cái áo choàng để khi mình tắm xong thì mình mặc ha. Có safety box ở đây, một cái mini bar, có trà, cà phê, cảm nước nhìn cưng quá không. Dép đi trong phòng nè, khăn nè. Và có tủ lạnh ở bên dưới này. Trong tủ lạnh thì họ để sẵn bia nè, nước ngọt và các loại nước ở bên dưới. Thích nha. Khách sạn này thì giá cũng hơi cao so với cái khách sạn trước của mình. Máy sấy đây luôn nè mọi người. Một đêm giá là 32 đô. Và đây là cái đường đi vô bên trong cái khu vực toilet. Đây là cái lavabo ở giữa ha. Đó, cái kính. Thích mấy cái kính tròn này ghê á. Và điều làm cho mình thấy khách sạn này rất là tâm lý đó chính là hai bên này phân ra hai phòng. Mọi người sẽ thắc mắc là phòng gì đúng không? Ok, vô nè. Đầu tiên bên đây là toilet. Phục vụ cho nhu cầu toilet only ha. Rất là đẹp và sáng sủa luôn. Đó, đóng cửa lại. Tới lavabo. Và bên đây tất nhiên sẽ là khu vực để tắm rồi. Thích chưa? Trời ơi, cái vòi tắm hoa sen ở trên kìa. Thơm lắm mọi người. Lót gạch trắng đen nữa. Thiệt là hài lòng cái khách sạn. Láng ra là mình đặt ở đây là ở tổng cộng là 3 đêm luôn. Nhưng mà giá mắc quá. Giá một đêm bên này mà bằng 2 đêm và cái khách sạn ngày hôm qua mình ở rồi đó mọi người. Cho nên là mình để dành ngày cuối cùng. Khi mà mình sẽ ở trong khách sạn rất là nhiều so với việc đi ra ngoài. Thì mình sẽ ở trong cái phòng này. Ta-da! Quá là mê. Bây giờ thì mình đang đi đến một cái ngôi chùa kế bên cái khách sạn của mình luôn để vào tham quan. Đây là ngôi chùa Wat Visonarat. Ở Luông Pha Băng thì khi mọi người vào những ngôi chùa thì thường sẽ có cái bảng này. Do UNESCO họ thực hiện thì phải giữ im lặng nè, be respectful, tức là tôn trọng các nhà sư và ăn mặc cho phù hợp. Bây giờ thì mình sẽ vô ha. Buổi trưa hôm nay thời tiết rất là... Ôi, mình đi ngang đó cái giọng của mình nó vọng lên cái máy vòm luôn á mọi người. Buổi trưa hôm nay thời tiết rất là chiều lòng người luôn á. Ở đây có một cái bảo tháp rất to và nhìn rất là lạ so với các kiến trúc khác ở Luông Pha Băng. Các góc được sơn vàng, hình tượng của những cái bông hoa sen nhìn rất là nổi bật. Hôm nay là thứ hai, mấy đứa nhỏ đi học nhìn cưng lắm. Bên đây mấy đứa nó cũng đeo khăn quàng đỏ giống mấy bạn nhỏ ở Việt Nam mình. Đây là ngôi chánh điện nè mọi người. Sao bay đi. Dễ thương không? Chào lại luôn. Mình đã mua được vé rồi mọi người. 20.000 kiếp ha. Có hình ảnh của ngôi bảo tháp ở phía trước mặt chúng ta nè. Ok, bây giờ thì cùng vào chánh điện nha. Wow, tượng Phật vàng của chùa rất to luôn mọi người. Dãy cái hình hoa được xếp bằng tiền Lào mọi người ạ. Đây là những tờ chip Lào, hình như là giá 1.000. Đợt này mình đi thì mình cũng có giữ lại những cái tờ tiền Lào để làm kỷ niệm, tại vì mình thấy nó rất là giống với lại tiền Việt Nam giấy hồi đó của mình đó mọi người. Ở đây thì có xinh xăm nữa nè. Xăm ở bên này có số 1 tới số 28 thôi mọi người, không nhiều như những lá xăm ở những nơi khác. Đây là một dãy cái liễn hoa nữa nè, được làm bằng tiền, rất là đẹp luôn. Và cái quán ăn mình đã muốn tới đây rồi, Asalin Restaurant. Mình sẽ lại coi menu trước ha. Ở đây bán đồ Lào. Đây là không gian bên trong quán ha mọi người, rất là rộng rãi, thoáng mát luôn. Cốc chai khóc. Mình lại uống xì tinh mọi người ạ. Qua đây giống như là uống xì tinh cho đỡ thèm vậy đó. Quán này thì người ta bán các loại cơm, kiểu cơm phần đó mọi người, và các loại mì, bún, phở, rất là nhiều món luôn. Và đây là món cơm mà mình đã gọi. Bạn có bưng thêm cho mình một chén súp nữa. Đây là món cơm vịt mọi người ha. Có khá là nhiều món cơm ở đây, có cơm thịt heo nè, cơm thịt gà nè. Nhưng mà ở Thái thì mình ít khi được ăn cái món cơm thịt vịt. Hình như đây là vịt lạp của Lào, cho nên mình thấy thì mình kêu ăn thử nè. Hi, xin chào buổi chiều mọi người. Hiện tại đang là 4 giờ chiều và mình vừa về khách sạn trú mưa xong. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu leo lên đỉnh núi Phu Si. Đây là ngày cuối cùng của mình ở Luông Pha Băng rồi. Không phải là ngày cuối cùng mà là buổi chiều cuối cùng của mình ở Luông Pha Băng rồi, cho nên là mình phải dành thời gian leo lên núi Phu Si. 2 ngày vừa rồi mình delay tới cái ngày này và nó mưa quá. Nhưng mà bây giờ mưa quá thì cũng phải đi thôi. Ok, cùng leo với mình mọi người ha. Cái đường lên núi của chúng ta thì sẽ nằm đối diện với lại cái National Museum. Có cái chùa rất là đẹp đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi lên nha. Phu Si là một trong những cái ngọn núi nằm ở trung tâm của Luông Pha Băng. Và ở trên đó thì có một cái bảo tháp mà đi đâu xung quanh Luông Pha Băng thì mọi người cũng có thể nhìn thấy được hết trơn luôn á. Thường là người ta sẽ lên đây để ngắm hoàng hôn, nhưng mà theo các cái review mà mình có xem á mọi người, thì lần nào người ta leo lên đỉnh núi Phu Si thì cũng rất là đông người ở trên đó, không có coi được hoàng hôn một cách trọn vẹn. Thành ra là mấy ngày trước thì mình cũng plan là mình không có lên đây lúc hoàng hôn, mình cứ đi thôi, lúc nào rảnh thì mình đi. Mình cũng đang có một cái manh nha về việc là sẽ đi Ấn Độ, nhưng mà mình vẫn chưa có thể sắp xếp được lịch làm việc để xem có hữu duyên để đi hay không. Đến một ngày nào đó mà mọi người thấy có một cái vlog Ấn Độ xuất hiện thì mọi người biết là mình đã hữu duyên rồi ha. Bây giờ thì leo lên trên thôi. Hôm nay trời mưa, có vẻ là rất ít người sẽ leo lên trên này. Lên đến lưng chừng núi thì mình thấy một sự đỉnh cao về marketing ở đây mọi người ạ. Ở đây người ta có ghi là bạn có muốn biết tại sao núi Phú Sĩ được đặt, của không, núi Phu Si được đặt tên như vậy không? Nó từ một cái truyền thuyết của Lào xưa. Thì ở đây họ nói là cái stupa đã được dựng vào năm 1804 bởi vị vua mang tên là Anurat. Và cái núi dĩ nhiên là nó sẽ cổ hơn rất là nhiều. Và có một cái truyền thuyết người xưa kể rằng liên quan tới cái sử thi Ramayana, nói rằng về việc là cái núi này được di chuyển từ Ceylon ở Sri Lanka bởi một vị thần khỉ mang tên là Hanuman. Và để biết thêm về cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ phải đến cái nhà hát của họ để nghe. Và bên đây thì họ để những cái miếng giấy đầy cái bản đồ chỉ về phía của nhà hát và giới thiệu về cái show diễn của họ vào mỗi buổi tối. Xuất sắc không mọi người? Đang mệt gần chết luôn, đứng đọc là tưởng sẽ được hiểu về cái câu chuyện của ngọn núi này, nhưng không. Marketing mọi người nha, xuất sắc đó. Ok, bây giờ leo tiếp lên trên nha. Quá mệt luôn, đi giữa đường còn gặp quảng cáo nữa. Đã về quảng cáo mà kiểu lôi cuốn á mọi người, không kịp skip luôn, đọc tới cuối luôn mới phát hiện đó là quảng cáo. Hơi tức nha. Đã tới được cái stupa rồi nè mọi người. Rất là nhanh luôn. Cũng khá là dễ leo nha mọi người. Cỡ 5 phút là cùng. Không bị dướng quảng cáo giống mình thì 5 phút. Ủa lộn. Dướng quảng cáo giống mình thì 10 phút. Còn không dướng quảng cáo thì 5 phút nha mọi người. Khung cảnh ở dưới đẹp quá. Bên kia là núi non ha, dòng sông Mekong cắt ngang. Và khu phố cổ Luông Pha Băng thì ở bên đây. Các cái dãy mái ngói màu nâu, màu xám. Rất là đều luôn á, đẹp ghê á. Họ giữ kiến trúc rất là tốt luôn. Đứng đây nhìn thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn về Luông Pha Băng nè. Ok, lên thôi. Cái stupa đang ở đây. Đây là cái stupa mà ở dưới thành phố mọi người sẽ đi đâu thì cũng sẽ nhìn thấy được. Được dựng vào năm 1804 theo cái quảng cáo lúc nãy. Mình nghĩ là không nhất thiết mọi người phải lên đây vào hoàng hôn đâu. Cứ lên vào những cái thời điểm vắng vẻ ở trong ngày để chúng ta có thể phóng tầm mắt ra nhìn toàn bộ Luông Pha Băng nha. Trời ơi đẹp ghê. Mọi người thấy ở trên đỉnh núi mây vẫn đang bao phủ không? Những đám mây triệu nước. Hôm nay là Luông Pha Băng giống như là được tắm luôn á mọi người. Mưa rất to luôn. Sấm chớp thì đùng đùng. Wow, cái thành phố này to lắm nha. Mình cứ tưởng là chỉ có một dãy phố cổ ở đây thôi, nhưng không ngờ là lên đây phóng tầm mắt ra thấy nó rất là to. Con sông Mekong uốn lượn. Và ở xa xa đằng kia mọi người có thấy một cái stupa màu vàng đồng không? Ủa màu vàng là màu vàng mà màu đồng là màu đồng. Màu vàng không? Hình như cái đó là cũng là một cái đỉnh đồi để chúng ta có thể ngắm được hoàng hôn. Và wow, ở trên kia có một cái núi rất cao luôn. Đẹp quá ha. một cái mỏm đá nhưng mà khá nguy hiểm nha. Mọi người lên tới chỗ mé mé thôi chứ đừng có đi ra ngoài kia. Đứng ở trong thì thật ra là cũng thấy được rồi, nhưng mà lên đây thì nó cao hơn được một xíu ha. Về cái vùng sông Mekong ở bên kia, trời ơi núi non chập trùng. Bây giờ thì mình đã tham quan xong rồi, chuẩn bị đi xuống này mọi người. Lúc nãy hình như mình chưa nói với mọi người về vụ mua vé đúng không? Vé của mình là 20.000 kiếp mọi người ha. Đây, mọi người sẽ mua ở chỗ cái chỗ cây bồ đề ở dưới đó ha. Rồi mình mới leo lên. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ngược trở xuống. Và buổi tối nay có thêm hoạt động gì thì mình sẽ tiếp tục quay cho mọi người coi nghe. Còn một lưu ý cho mọi người nữa là mình đi lên một đường nhưng mà sẽ xuống một đường khác mọi người ha. Ở cái đường xuống này của chúng ta thì có rất là nhiều những cái ngôi chùa khác nhau để mọi người tiếp tục có thể tham quan. Rất là nhiều luôn á. Hồi nãy giờ mình đi mà mình cứ ghé vô rồi đi ra, ghé vô rồi đi ra. Chắc cũng được nửa tiếng đồng hồ mình chưa xuống tới núi nữa đó mọi người. Đây nè, có rất là nhiều ngôi chùa khác nhau và có rất là nhiều cái tiểu cảnh khác nhau nữa. Ở đoạn này thì còn có một cái chỗ có dấu chân Phật nữa mọi người. Mọi người nhìn vô trong đó ha, để mình ráng zoom vô trong đó. Hơi tối một xíu nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái giống như là những cái ngón chân. Đó, cho nên người ta gọi là dấu chân Phật ở đây ha. Ở đây cũng có một cái lối xuống nữa ha mọi người, nhưng mà sẽ về phía của bờ sông. Mình thì mình muốn đi về phía của phố cổ cho nên là mình sẽ đi ở phía ngược lại. Đằng kia là cái lối mình vừa xuống đó mọi người. Và mình phát hiện ra ở đây là một cái trường học. Rất là dễ thương. Nghe tiếng mấy đứa trẻ rầm ràng ở trỏng nè. Cái lối xuống này thì đi ra một cái khu phố cổ ở ngoài này. Rất là hẻm hóc luôn đó mọi người. Nhưng mà bước ra thì sẽ ngay phố cổ nè. Thú vị ha. Đây, và đây là cái lối đi vô. Kế bên cái chỗ tên là Opera House. Mình đang ở một cái quán kem gelato và đã chọn hai vị pistachio và and chocolate chili ở đây. Kem các bạn đang múc ở bên này. Quán này thì ngay ở trong phố cổ mọi người ha. Không gian rất là ok nè. Đây là hai cái vị kem gelato của mình nè mọi người. Sô cô la ớt và hạt dẻ cười đúng không ta? Pistachio. Ở đây là phố cổ chiều nay. Rất là mát mẻ luôn cho nên là mình chọn ngồi ở ngoài. Túp túp Lào nè mọi người. Sau một cơn mưa thì đường phố quá là dễ chịu luôn á. Ok, thử kem với mình ha. Đầu tiên là cái vị sô-cô-la ớt. Sô-cô-la đắng đắng. Ê, cái hậu đó cay cay nha mọi người. Sô-cô-la đắng nè là cái vị đầu tiên ở trên lưỡi. Sau đó khi mà nuốt rồi thì cái hậu cay nó bắt đầu bám vô cái cổ họng. Rất là ngon nha. Kem dẻo lắm luôn á mọi người. Đúng chất gelato luôn nha. Hai viên này là 50.000 kiếp. Gelato thì chắc chắn là mắc rồi ha. Đây là pistachio hạt dẻ cười. Hạt dẻ cười thì thơm thơm béo béo. Mình sẽ kết hợp hai vị lại với nhau. Chắc chắn là sẽ rất ngon. Mình thích cái sự kết hợp này nha, đặc biệt là cái sô-cô-la ớt nó cay cay nha mọi người. Nhà nào mà đi với mấy bạn nhỏ đừng cho mấy bạn nó ăn nha, nó cay thiệt đó. Hello, sao bài đi? Bà chó ngẩn ngơ. Đang đi trên trục đường chính của phố cổ thì mình phát hiện có một cái con hẻm mọi người, chỉ đến những cái khách sạn khác nhau. Lý do nó thu hút mình là do đây, mọi người nhìn nè. Nhìn chiêu quá chị chiêu ha. Để mình đi vô trong đó thử. Cái GoPro của mình vừa bị hết bộ nhớ rồi, cho nên mình đang cầm điện thoại quay và không có gimbal. Nếu như có bị rung lắc quá mọi người bỏ qua giùm mình nha. Vàng hoa dâm bụt nè. Trời, cái đường này nó chiêu gì đâu luôn á. Đẹp quá. Trời, cái hẻm nhà mình mà được vậy chắc mình ở trong hẻm nhà mình luôn, mình khỏi bước ra ngoài. Đây là hoa sứ nè mọi người. Có rất là nhiều quán khác nhau. Ở đây có một cái quán nhìn truyền thống ha. Một cái quán cà phê. Ok, để đi một vòng nha. Nếu như không có chỗ nào thì mình sẽ quay lại đây. Cái đường này chắc chắn là dẫn ra bờ sông rồi nè, hoặc là hẻm cụt, không biết nữa. Hoa thiên điểu nè. Mình rất là thích cái dạng cây cọ như thế này nè mọi người. Nhìn nó đẹp ghê. Ở trong đây thì là khu vực của mấy cái nhà trọ. Wow, cây trúc. Cây trúc đúng không? Hay là cây tre? Trời, nó rủ xuống tới bên đây luôn nè mọi người. Trời, con đường này chiêu quá à. Hôm nay mặc dù là trời mưa không đi chơi được nhiều nha, nhưng mà mình có thời gian ở khách sạn là nghỉ ngơi. Cái là cứ mỗi lần bước ra đường cái là cảm thấy thoải mái á mọi người. Hôm nay giống như ông trời cho mình một ngày vừa đi chơi xong rồi nghỉ ngơi, cái đi chơi xong rồi nghỉ ngơi, xong cái lại đi chơi. Để coi một lát nữa ổng sẽ mưa lúc mấy giờ mình chạy về mình nghỉ ngơi tiếp. Rồi chúng ta đi tới cuối hẻm rồi nè. Chợ nhà nào cũng xinh, nhà nào cũng đẹp luôn á. Ở đằng kia là một cái cánh cổng. Chắc là đi ra tới bờ sông rồi. Ở đây có một ngôi chùa nữa nè mọi người. Chùa ở bên Lào này á, thì cái kiến trúc của nó rất là nhỏ nhỏ nè, nó khiêm nhường. Và nó nằm lọt thởm giữa những cái cây, những cái loại hoa. Đặc biệt là những cái cây dừa với lại cây cau á mọi người. Nhìn thấy những cái hình ảnh đó chắc chắn biết là Lào rồi. À, ở đây là lên một ngôi chùa. Wow. Ngôi chùa của chúng ta ở đây. Ngôi chùa này hơi có nét đặc biệt so với những ngôi chùa hôm qua giờ mình đi. Đó là ở phía trước, thay vì là những vị Phật của Lào, thì ở đây hình như là hai vị tướng. Có vẻ là liên quan gì đó đến người Hoa rồi. Đẹp quá. Nhỏ nhỏ nhưng mà rất đẹp luôn á mọi người. Rất là thân thuộc luôn. Bò cặp vàng nè, rồi hoa giấy nè. Sứ ở đằng xa xa. Wow. Ở cuối của cái khu vực chợ đêm bán đồ kiểu quần áo với đồ lưu niệm thì có một cái khu bán đồ ăn nè mọi người. Ở đây có bán xúc xích. Ý, tới tận giờ này rồi mình mới sực nhớ ra là mình chưa ăn những cái món này. Mình toàn la đi chơi không mọi người, mình ít ăn lắm. Đây có mấy cái thịt chiên đồ nè, các thứ nè. Trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa. Wow. Làm sao để ăn hết cái này đây. Đây là một cái khu kiểu giống như mở rộng của cái quầy ẩm thực ở phía bên kia. Ôi, ở phía cuối này có ở phía cuối này có nhiều chỗ ngồi lắm nè mọi người. Và cũng có rất là nhiều đồ ăn. Chắc là mình sẽ thử một vài món gì đó ở đây. À đây, đây có các loại xúc xích với lại các loại thịt nướng nè. Ok, mình sẽ thử quầy này. Ở đây có cá nướng nè mọi người. Có nguyên một con gà nướng luôn. Có vịt nướng, ức gà, xúc xích, có những cái túi rau nữa. Mình sẽ thử nha. Lạp xưởng mình thấy hình như có 1, 2, 3, 4 loại. Để mình hỏi thử coi. Có thoát nó khắp, anh ní nứa a lại nó khắp. Anh ní nứa lại nó khắp. Nứa a lại nó khắp. Khoai, à anh ní. Anh ní mu sôm. Mu sôm. Ní mu trường. À hả. À, cà phê tháp. Cái này là khương. Cái này là trâu nè mọi người, ba cái bên kia là heo. À. Ní thao lại nó khắp. 50 mì lét lét mày. Ao lét lét. Giật mà. À, đại. Lời thôi, tụi mình chụp hàng cái nền thôi. À. Ở đây thì có cả xôm tằm. Cánh gà. Xôm tằm. Rất là nhiều các loại đồ nướng ở đây luôn đó mọi người. Trên này thì hồi nãy cái anh ở bên quán nước, anh nói được tiếng Anh thì anh có giải thích cho mình là cái này là thịt trâu thì nó sẽ mắc hơn so với ba cái loại thịt còn lại. Mình thì có hỏi cô là có cái nào mà nó nhỏ nhỏ không, thì cô kiếm được cho mình một cái 47, à không, 40.000 kiếp. Mình sẽ ăn thử ha. Còn bên đây là xôm tằm. Mình sợ mình ăn không hết cho nên thôi mình không order xôm tằm. Bên đây thì anh đang làm order trước cho mình. Cái cưa nạm xôm chứ mày không? Xôm. Cô đang khui con cá bên kia kìa mọi người. Hấp dẫn quá. Mà mình đi một mình không ăn hết được. Kìn mấy một là ban đai chứ mày không? Tầm lượng phá băng như thao lại nè khóc. Tạm tha bành kiếp. Con người. Ao lét lét. Ao lét lét đai mày. Đai. Ao sọc mường nè. Xài niết nồi nè khóc. Cậu cưng khóc. Mình lại năn nỉ cô làm cho mình phần nhỏ nữa mọi người. Nãy mình có hỏi cô là cái này ăn không hết đem về được không? Cô nói là được nha. Ok, mình sẽ thử. Tội nghiệp cô quá, vừa mới mở hàng mà bị mình kêu mấy cái nhỏ nhỏ rồi. Quán của cô ở đây ha mọi người, cô rất là dễ thương luôn á. Ok, mọi người ơi cùng ăn với mình nha. Ly nước cam của mình đã ra rồi đây, 20.000 kiếp cho một ly nước cam này. Chú ép tươi tại chỗ luôn mọi người. Ôi nó ngọt. Và đây là cái món xúc xích thịt trâu. Ok, thử nha. First bite. Đã thấy người ta review rất nhiều rồi nhưng mà hôm nay mình mới có dịp review. Cái mùi của nó thì hơi nặng mùi hơn so với là thịt heo, nhưng mà ở bên trong này thì có sả này với lại các cái loại hương vị. Okay, thử nha. Many minutes later. Nhai xong rồi mọi người. Cái lớp dồi ở ngoài thì nó rất là dai, thịt ở trong thì đậm đặc luôn. Và ăn cái mùi thịt trâu rất là đặc trưng. Nếu như mà bạn nào đã ăn trâu gác bếp rồi á thì sẽ biết cái mùi này. Rồi nó có thêm riềng ở bên trong. Cắn phải một miếng riềng nó thơm nguyên một cái miệng luôn. nó cân bằng lại cái vị của thịt trâu đó mọi người, ngon nha. Nhưng mà bạn nào không quen ăn thịt trâu thì mình nghĩ là sẽ hơi bị khó ăn, hơi khô một xíu. Cái này thì chắc ăn với lại mấy cái món nước thì nó sẽ ngon, còn nếu như mà ăn với món khô thì hơi khó ăn nha. Mình đang chờ cái sôm tầm Luông Pha Băng của mình ra để mình ăn chung với cái này. Đây là cái tầm Luông Pha Băng của mình. Một dĩa nhỏ nhẹ, cọp trai nổi lại nó khóc. Sorry. Đây là dĩa sôm tầm Luông Pha Băng của mình. Ok, bây giờ ăn chung hai món chắc có vẻ thích hợp rồi nè. Ok, tiếp tục mọi người ha. Đây là cái sôm tầm Luông Pha Băng. Mình thích cái sôm tầm ở bên này khi mà người ta cắt cái sợi đu đủ nó bự như thế này nè. Không có giống ở bên Thái, cái kiểu cắt nó hơi bị công nghiệp đó mọi người. Cái kiểu bên đây là người ta bào ra, có sợi to, sợi nhỏ khác nhau. Hôm nay thì cô trộn nó hơi khác so với cái hôm bữa mình review cho mọi người. Chỉ có đu đủ nè, mùi mắm rất là thơm nè. Mình kêu cô làm ít ớt và có thêm một vài trái cà pháo. Ok, thử nha. Hên quá nó không văng vô áo. Ngon lắm mọi người ơi. Nếu mọi người không ăn cay được thì nhớ nói cô nha. Hi, xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của mình ở Luông Pha Băng và chỉ còn khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa thì mình sẽ phải ra sân bay để bay ngược trở về Bangkok. Phải chia tay Luông Pha Băng hôm nay rồi. Trời sáng nay rất là đẹp luôn mọi người. Do là hôm qua mưa cả ngày đó cho nên nhiệt độ của hôm nay nó tụt xuống còn có 25 độ thôi. Rất là mát mẻ luôn nha. Rồi mình cảm thấy rất là vui khi mà được trải nghiệm cái không khí mát như thế này. Để có gì cuối năm mình còn biết để quay lại. Bây giờ thì mình sẽ đi ra chợ sáng để mua một xíu các cái đồ snack để đem về làm quà nè. Cũng như là mình sẽ đi ăn sáng và chiêu chiêu ở phố cổ một lần cuối trước khi bay trở lại Bangkok. Mời mọi người cùng đi với mình ha. Đây là phố Luông sáng nay. Ngồi chỗ kế khách sạn của mình nè mọi người. Rất là bình yên luôn. Tiếng chim hót ở khắp nơi. Đỉnh núi Phu Si thì ở trên kia. Khách sạn của mình thì nằm cũng khá là gần phố cổ ha. Đi bộ vô một xíu là tới. Bây giờ thì mình lại đi vô chợ sáng một lần nữa để xem có gì ăn, có gì mua. Đây là những cái món mà mình muốn mua nè. Có tiêu. Để coi cái này là cái gì ạ? À cái này là trà mọi người ạ. Green tea Lào. Cạnh đó thì họ có da trâu nè. Cái này không biết chế biến như thế nào đây. Mứt me. Đây thì có cá nè. Cái này là chili sauce. Wow, cái sốt ớt. Cái sốt ớt này người ta ăn với lại mấy cái món bánh canh với cháo rất là nhiều luôn. Chắc là mình sẽ mua một cái chili sauce này về để coi thấy nó giống không. Chính xác là nó này. Trên đây thì có mấy cái loại thịt khô. Bên đây thì da trâu cũng có rất nhiều loại luôn. Ở đây thì có mushroom. Mushroom sấy. Chắc là mình sẽ mua cái này. Da trâu rất nhiều loại. Đố mọi người biết cái đó là gì. Măng đó mọi người. Rất là ngon ha. Mình đã lấy một bịch. Còn đây là nấm. Cô đang cho mình ăn thử. Cái vị hơi lạ. Hơi khó ăn một xíu. Vậy thì chắc nấm là mình sẽ mua ít hơn. Ở cái dốc đó là con đường quen thuộc ở những ngày trước khi mà mình vừa đến Luông Pha Băng ha. Và bên đây là cái dãy phố cổ. Có một dọc các cái dãy nhà ở phía này. sơn những cái màu giống như là rainbow vậy đó mọi người. Cầu vồng ha. Đó, vàng nè, rồi đỏ chàm nè, rồi màu xanh lam, màu xanh lá cây. Chạy xuống dưới nguyên một cái dãy nhà này rất là đẹp luôn. Ở đây thì có cái quán cà phê Troma. Nếu như mọi người có bị nóng quá thì ghé qua bên này để ngồi ha. Và ở phía bên này là một cái ngôi trường tiểu học. Trời, cái quầy hàng kìa, quá trời là tuổi thơ rồi. Ở bên trong kia là ngôi trường của chúng ta. Ôi trường xinh quá à. Trường giống như mấy cái trường cổ cổ ở Sài Gòn đó mọi người. Gì mà bu vô hoài lưu niệm của tôi vậy trời. Thân thiện dữ dạ. Mình lại quay lại quán quen thuộc. Và sáng nay thì mình sẽ uống một ly cà phê đen. Đây là giò cháo quậy. Và mình đang kêu một cái tô bánh canh đó mọi người. Cà phê rất là đậm đà nha mọi người, nhưng mà hơi ngọt. Nếu như mọi người uống ít ngọt thì nhớ dặn chú. Và bên đây là tô bánh canh của mình. Vẫn như cũ thì mình sẽ nêm thêm chanh với lại ớt để mình lấy ở đằng kia. Cái cọng bánh canh ở đây rất giống cọng bánh canh bột sắt ở bên mình luôn đó mọi người. Mình rất là thích ăn bánh canh bột sắt với lại cái nước mà nó sệt sệt á. Cho nên là qua đây mình ăn được cái món này mình ưng ghê lắm. Có rất là nhiều ngò nha, và thịt gà xé. Ok, bây giờ mình ăn đây. Mình đã đến được với sân bay quốc tế Luông Pha Băng. Đây là sân bay quốc tế mọi người ha. Cái nhà ga được trang trí rất là đẹp luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong. Mình đã đặt túc túc ở khách sạn đi ra đây, giá 80.000 kiếp mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ đi vô trong. Mình sẽ bay chuyến của Air Asia vào lúc 2 giờ 35 phút. Hiện tại đang là 12 giờ 15. Mình đã làm thủ tục check in online rồi, cho nên cũng rất là thông thả thôi. Đi vô trong gửi hành lý và chuẩn bị lên máy bay. Đây là khu vực check-in nè mọi người, departure. Sân bay rất là nhỏ gọn, dễ thương luôn á. Domestic check-in point. Mình không phải đi domestic, mình đi international. Ủa international đâu? À đây, international check point là ở đây. Mình đã vừa check in xong. Hồi nãy sân bay gặp sự cố mất điện mọi người à. Phải đứng chờ khoảng 45 phút thì hệ thống nó mới quay trở lại để check in. Đây là bên trong của cái nhà chờ nè. Ở đây thì chỉ có một cổng duy nhất để ra thôi mọi người, cho nên là cũng đơn giản lắm. Qua hải quan một cái là xong. Ở đây có một số cái khu vực quà lưu niệm và bán đồ ăn nữa. Vui lắm mọi người, mình vô cái quầy trong đó. Mình thấy một cái bịch cà phê có tiềm năng có thể mua về được 80.000. Nếu mình lục bóp ra mình còn có 74.000 tiền rau. Thế là hết mua luôn, quá đau lòng. Nên quyết định đi ra khung cửa sổ ngồi ăn bánh mì. Bánh mì thì là ở cái tiệm mà mình có review cho mọi người hôm trước á. Mình mua đem theo vô sân bay để ăn. Máy bay của mình đã tới rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị boarding. À không, boarding luôn rồi, chứ chuẩn bị gì nữa. Chuyến bay hôm nay của mình thì sẽ đáp xuống sân bay Don Mueang của thủ đô Bangkok. Mình đã lên được máy bay rồi mọi người ơi. Đây, Luông Pha Băng International Airport. Sân bay rất nhỏ luôn và view thì rất đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.